Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu quý vị và các bạn sản phẩm máy giò vàng. Đây là máy giò kim loại, máy chuyên dụng giò vàng. Vì nó tên của nó là thương hiệu Shimizu. Với mã máy MD3010 thế hệ 2, máy sử dụng điện 9V và 66 pin AA, tức là 2A 1.5V. Máy sản xuất tại Trung Quốc với thương hiệu Shimizu theo tiêu chuẩn của Nhật Bản. Tôi xin hướng dẫn quý vị các bạn lắp ráp vào lại máy này. Là phần máy, bàn giò, tay của máy, tay đỡ của máy, hai chốt khóa, một cửa sách hướng dẫn. Máy đạt tiêu chuẩn ROAD của châu Âu. Các bạn xem đây, phần hướng dẫn bằng tiếng Anh. Đầu tiên thì chúng ta nắp cái bộ phận mà bàn giò và cái mâm giò và cái tay cuốn cái tay nối này, tay dẫn này. Bạn chú ý đây có một ống, một cái bu lông, bạn chèn xuyên qua. Bạn bu lông này, bạn sau đó thì bạn sẽ điều chỉnh theo cỡ tay, bạn có thể chặt bạn lông vào sâu đấy bạn. Tiếp theo thì bạn kết nối cái bộ phận nối điện, bộ phận truyền tín hiệu từ trên máy xuống bàn giò. Đây, bạn chú ý nó có 5 lỗ, nhưng mà trên này có một cái rãnh, thì có một cái rãnh này. Bạn kết nối vào đây, phía này có một cái rãnh quay lên trên. Sau đó bạn tháo cái bu lông ra. Nắp với cái phần chốt này, bạn quay cái phần rãnh lên trên, phía trên đó, đấy, phía trên để cho bạn xem. Bạn quay cái mặt lỗ này xuống dưới này, bạn mở lại. Đó thì bạn phải kéo ra kéo vào cái chiều dài của cái này, thuộc vào chiều cao của từng người, tầm sâu quá lại. Máy sẽ là một khối rất là vững chắc. Sau đó bạn nối cái bộ phận tay đỡ để bạn có thể đỡ cái này mà bạn không phải cầm vị trí này lâu, rất là mỏi tay. Quay cái chiều lên trên, sỏ bu lông vào đây, bắt lại rất nhanh. Đây, tôi sẽ tiến hành thử cho bạn xem, lắp thử pin và thử nó hoàn chỉnh đây. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn quý vị các bạn lắp pin cái sản phẩm máy giò vàng Shimizu mang hiệu MD3010 thế hệ 2. Đầu tiên bạn mở cái nắp này ra, mở cái nắp đây, rất đơn giản thôi. Bạn mở nắp, đẩy cái này xuống. Sau đó bạn sẽ nhấc cái khay pin này ra. Bên này có hai cái chốt, bạn nhấc khay pin ra. Thì chú ý là máy sử dụng 6 pin nên là đã thiết kế là pin 3 quả phía dưới và quả phía trên. Thì bạn cứ chú ý rằng là trên sơ đồ là có bảng vẽ có pin, chiều nào dấu cộng thì bạn lắp pin hình đầu dương, chiều thì bạn đầu âm. Và thông thường thì phần lò xo sẽ là đầu âm. Rồi lắp cho bạn xem. Và đầu này cũng thế. Tất cả 6 quả pin. Thế khi bạn lắp xong thì máy sẽ nhận báo hiệu điện là tốt, một cái là đã có điện. Bạn gài vào. Gài lại. Rồi đóng lại. Hướng dẫn quý vị các bạn sử dụng cái máy này. Cái máy này trên
bàn phím của máy thì có những cái nút sau. Thứ nhất là power là nút điện nguồn, bạn bấm để hiển thị, bấm một lần là tắt, tức là power nguồn. Trên này thì có những nút sau, nút set tức là cài đặt, bạn bấm một lần, đây là cài đặt hiển thị cái sensor, tức là cảm ứng độ nhạy của máy khi dò. Tiếp theo là chỉnh sẽ là lược bỏ những cái loại kim loại bạn không cần muốn, ví dụ như bạn lược bỏ sắt này, bạn thể kích vào lược bỏ sắt này, bạn lược bỏ sắt và đồng chì, bạn thể lược bỏ hết này. Đó, bạn lược bỏ những cái loại bạn không cần. Đó. Sau khi đó thì bạn ấn set để điều chỉnh tiếng âm lượng của loa báo cho bạn. Hoặc bạn có thể bấm tắt hẳn đi, to lớn, to hẳn đi hoặc nhỏ hẳn đấy. Sau khi bạn đã xong thì bạn có thể bấm enter để lưu lại tất cả các thiết lập. Và bạn có thể tiến hành dò thử. Ví dụ tôi có một cái vật mà cần dò, đấy, bạn này, bạn đưa qua, bạn nhìn đây, khi đưa qua đây, đó, khi đưa qua thì bạn sẽ thấy là máy báo độ sâu sẽ nháy lên là sâu bao nhiêu. Thế mà khi bạn muốn biết là cái vật đó ở chỗ nào thì bạn giữ chặt cái nút PP này để bạn dò cái tâm của nó, là giữa vòng đây, bạn phải dò đấy. Điểm mà mạnh nhất hiển thị trên này thì khi đó đang là tâm. Thì nhả đây, đây. Đây là tâm. Đây là tâm. Đây. Thế sao mà tự tắt đi.